Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Thân thế và tu tập. Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời và có nhà nằm ngay cạnh giáo xứ Thánh Nicola Đà Lạt. Gốc gia đình di cư từ giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Tổng giáo phận Huế. Cậu bé Nguyễn Văn Nhơn đã chịu phép rửa tội sau đó vào ngày 12 tháng 4 cùng năm. Song thân là ông Tadeo Nguyễn Văn Sang, qua đời năm 1983, và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Vàng, qua đời năm 1982. Cha mẹ ngài có 6 người con, 3 trai và 3 gái. Trong số đó đã có 3 người đi theo con đường tu tập, gồm có 2 chị và ngài. Hai nữ tu sĩ là chị ngài là nữ tu Mary Thánh Thể Nguyễn Thị Thọ, sinh năm 1923, mất năm 2016, thuộc Đan Viện Cát Minh Sa, Sài Gòn. Làm bề trên tại đây từ năm 1971 đến 1974 và từ năm 1977 đến 1980. Và nữ tu Maria Claire thuộc dòng Thánh Phaolô, qua đời năm 1992. Năm 1958, song thân ngài nhận huân chương hiệp sĩ của Tòa Thánh. Ngày 26 tháng 10 năm 1949, cậu bé Nguyễn Văn Nhơn rời Đà Lạt nhập học tiểu chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn bằng một chuyến xe lửa trên hành trình 300 km và nhiều nguy hiểm do hoàn cảnh chiến sự. Trong thời gian này, năm 1956, chủng sinh Nguyễn Văn Nhơn thoát chết sau chuyến đi chơi biển của chủng viện tại nước ngọt, đất đỏ. Trong biến cố này, cậu Nhơn là một trong 4 chủng sinh bị nước nhấn chìm và là một trong 2 chủng sinh bị bất tỉnh, người còn lại qua đời trong biến cố. Giám thị Lê Minh Châu là người đã hô hấp nhân tạo và cứu sống cậu. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện, để tiếp tục con đường tu học, chủng sinh Nguyễn Văn Nhơn nhập học tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Pio 10 Đà Lạt. Là một trong số những chủng sinh khóa đầu của học viện này từ năm 1958 đến năm 1968. Ngài hoàn tất chương trình học tại đây năm 1968. Con đường linh mục. Ngày 21 tháng 12 năm 1967, thầy phó tế Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được truyền chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt bởi giám mục giáo phận là Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Sau khi được truyền chức, tân linh mục được bổ nhiệm làm giáo sư tiểu chủng viện Đà Lạt. Năm 1972, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm giám đốc đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt và giữ chức vụ này đến ngày 1 tháng 4 năm 1975, khi ngài được bổ nhiệm giữ chức vụ mới là linh mục chánh xứ của nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Sau đó ít tháng, ngày 10 tháng 9 cùng năm, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tiếp tục được chọn làm linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Con đường làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, Tòa Thánh loan tin Giáo Hoàng đã tuyển chọn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm giám mục. Cụ thể bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt với quyền kế vị giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Tin tức được chính thức công bố tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 10 cùng năm. Sự bổ nhiệm này có sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam. Sau đó, ngày 3 tháng 12 cùng năm, lễ tấn phong cho tân giám mục Phêrô Nguyễn Nhơn được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Chủ phong cho vị tân giám mục là giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, giám mục chính tòa Đà Lạt. Hai vị giám mục còn lại với vai trò phụ phong gồm giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang và giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục giáo phận Phan Thiết. Tân giám Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chọn khẩu hiệu giám mục ngài phải lớn lên. Con đường làm giám mục chính tòa Đà Lạt. Đến ngày 23 tháng 3 năm 1994, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kế nhiệm chức giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Kế nhiệm giám mục tiền nhiệm là Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được Tòa Thánh chọn làm giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Thực tế thì giám mục Lâm còn ở Đà Lạt đến trung tuần tháng 6 năm 1994 trước khi gia nhận giáo phận Thanh Hóa ngày 24 tháng 6 cùng năm. Năm 1998, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham gia Thượng hội đồng giám mục Á Châu và có phát biểu tại đây vào ngày 24 tháng 4. Ngày 20 tháng 5 năm 1999, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham dự nghi thức truyền chức giám mục với vai trò phụ phong trong lễ truyền chức tân giám mục giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc. Vốn trước đó linh mục này kế nhiệm ông trong các công tác giám đốc đại chủng viện Minh Hòa, chính xứ nhà thờ chính tòa Đà Lạt cũng như tổng đại diện giáo phận. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2000, giám mục Phêrô Nhơn công du Hoa Kỳ với nội dung chính là giao lưu và gặp gỡ với các tu sĩ tu hội tận hiến tại tiểu bang Louisiana. Nhân dịp tu hội này kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Hoa Kỳ. Các công tác khác bao gồm thăm các cựu chủng sinh Simon Hòa giáo phận Đà Lạt và hội ái hữu Đà Lạt. Rời Hoa Kỳ, giám mục Phêrô Nhơn thăm Đài Bắc trong vòng 3 ngày, theo lời mời của Tổng giám mục Đô Thành Du Xe Địch Cương Tổng giáo phận Đài Bắc. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập giáo phận, giám mục Đà Lạt giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ra thư mục vụ,
điểm nhắc lại các sự kiện chính yếu của giáo phận và dặn dò các thành phần giáo phận chu toàn chuẩn bị cho năm thánh giáo phận sắp đến. Văn thư ấn ký ngày 17 tháng 11 năm 2000. Một tuần sau đó, ngày 24 tháng 11, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành khai mạc năm thánh giáo phận Đà Lạt, đồng thời phong chức cho ba linh mục. Trong thời gian làm giám mục Đà Lạt, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thường dành ra các khoảng thời gian chống dịp Tết Nguyên đán để đến chúc Tết các giáo dân tại vùng kinh tế mới cũng như người dân tộc. Về vấn đề mục vụ, Ngài đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, đồng hành cùng gia đình và các dân tộc thiểu số, như lời hứa sau lễ tấn phong giám mục. Tháng 10 năm 2001, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham dự với tư cách chủ tọa trong lễ tạ ơn của tân giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Tân giám mục Giuse Tiệm xuất thân là linh mục giáo phận Đà Lạt. Trong tháng 1 năm 2002, từ ngày 14 đến 23 tháng 1, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thuộc đoàn các giám mục Việt Nam thực hiện chuyến viếng thăm Eslimina. Tại đây đoàn đã tiếp kiến giáo hoàng John Paul II trong 3 lần. Sau chuyến đi Eslimina, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trở về Việt Nam ngày 29 tháng 1 và đến Đà Lạt ngày 1 tháng 2. Nhân dịp này, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành nghi thức làm phép chén thánh và dĩa thánh giáo hoàng đã trao tặng cho ngài. Ngày 16 tháng 2 năm 2002, Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cử hành nghi thức làm phép nhà hài cốt nằm dưới chân tháp chuông nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma ngày 16 tháng 9 năm 2002. Với tinh thần hiệp thông, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tổ chức lễ cầu hồn cho cố Hồng y tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Ngày 15 tháng 12 năm 2005, tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, ngài tham dự với tư cách giám mục phụ phong trong lễ tấn phong giám mục Giuse Võ Đức Minh, tân giám mục phó giáo phận Nha Trang, vốn xuất thân là linh mục vốn thuộc giáo phận Đà Lạt với vai trò linh mục chính sứ giáo sứ chính tòa Đà Lạt. Giám mục chủ phong là giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam khóa 9. Cùng phụ phong với giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc. Nhân vụ việc tình hình vụ tranh chấp tòa khâm sứ cũ tại Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp và tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt có phát ngôn bị cắt xén vào ngày 20 tháng 9 năm 2008. Ngày 1 tháng 10, phái đoàn hội đồng giám mục Việt Nam do giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu cùng với ba giám mục khác đại diện giáo tỉnh Hà Nội là giám mục Anton Vũ Huy Trương, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, đại diện giáo tỉnh Huế là tổng giám mục tổng giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể và đại diện giáo tỉnh Sài Gòn là Hồng Y tổng giám mục tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh John Paul II Phạm Minh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 1 tháng 10 cùng năm. Con đường làm tổng giám mục Hà Nội. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Tòa Thánh bổ nhiệm giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện đang là giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Ngày 6 tháng 5 năm 2010, ngài từ Đà Lạt ra Hà Nội và về đến sân bay Nội Bài. Trong chuyến bay còn có giám mục phụ tá Hà Nội Lorenzo Chu Văn Minh cùng các linh mục quản hạt Nam Định, sơ bề trên dòng bến thánh giá Hà Nội, sơ bề trên địa hạt Hà Nội dòng thánh Phaolô đã vào đón ngài ở Đà Lạt một ngày trước đó. Về phía giáo phận Đà Lạt còn có 11 linh mục tháp tùng ngài. Đến tối, ngài về tới tòa tổng giám mục Hà Nội. Đón ngài tại tòa tổng giám mục có tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Sau đó, ngài cầu nguyện và gặp gỡ linh mục đoàn giáo phận Hà Nội. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội thánh lễ ra mắt phó tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã được tổ chức. Đồng tế thánh lễ có mặt rất nhiều giám mục các giáo phận phía Bắc thuộc giáo tỉnh Hà Nội ngoài ra. Còn có giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đến Hà Nội giảng tĩnh tâm cho đoàn linh mục Hà Nội cũng tham dự. Đồng tế có hơn 150 linh mục từ các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Hà Nội, đặc biệt là một số linh mục đến từ Đà Lạt. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Tòa Thánh chấp thuận đơn từ chức của tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khỏe. Cùng ngày, tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt viết thư chia tay với giáo dân Hà Nội, trong thư có nhắc đến việc cộng tác với tân tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Con đường làm Hồng Y. Công bố và chúc mừng. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, Giáo hoàng Francisco loan báo tin vinh thăng cho 20 vị Hồng Y mới từ nhiều quốc gia, trong số tân Hồng Y có Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Một ngày sau đó, Tòa giám mục Hà Nội ra thông báo về việc này, trả lời phỏng vấn America Magazine về tin vinh thăng tước vị Hồng Y. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho biết ngài ngỡ ngàng khi nhận được tin tức này. Theo ngài, ngài đã đến tuổi hồi hưu và đang chờ đợi quyết định chấp thuận từ Tòa Thánh. Tân Hồng Y cho biết ngài đón nhận biến cố này vì là con người của giáo hội công giáo và trong tinh thần giáo hội công giáo.
nghi lễ trao tước vị và các lễ tạ ơn. Ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2015, Giáo hoàng Francisco tổ chức gặp gỡ với các tân hồng y để nhằm chia sẻ với họ những hướng đi và đề nghị cải tổ giáo triều Roma. Lễ nhận mũ và nhẫn hồng y diễn ra ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chính thức trở thành vị hồng y người Việt Nam thứ 6. Sau nghi lễ vinh thăng chính thức, thông qua các hình ảnh biểu tượng, nhận mũ, nhẫn hồng y và nhận tên nhà thờ hiệu tòa, tân hồng y nhận lời mời của Hội thừa sai Paris và có chuyến đi đến Paris, kéo dài từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 và chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Epiphany của MEP vào ngày 22 tháng 2. Chiều ngày 25 tháng 2, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, phái đoàn dẫn đầu do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Phạm Dũng đã tới chúc mừng tân hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đã được Giáo hoàng Francisco phong tước vị hồng y vào ngày 14 tháng 2 tại Vatican. Đón tiếp có Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam cùng một số giám mục giáo tỉnh Hà Nội và một số linh mục trong tổng giáo phận. Mục vụ trong cương vị hồng y. Ngày 13 tháng 4 năm 2015, hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa thánh Công lý Hòa bình. Cùng được bổ nhiệm trong dịp này, có 14 tân hồng y khác. Bộ Truyền giáo có khoảng 30 hồng y và 8 giám mục thành viên, nhóm đại hội 3 năm một lần, còn Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình có khoảng 10 hồng y, 8 giám mục và 10 giáo dân thành viên. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2015, hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc có chuyến công du Vatican nhằm tham gia phiên họp Đại hội Bộ Truyền giáo lần thứ 19 với tư cách thành viên. Ngày 4 tháng 12, các thành viên Bộ tiếp kiến Giáo hoàng. Tháng 1 năm 2018, phái đoàn Tòa thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với chính quyền. Trong nội dung thảo luận có đề cập đến việc chọn Tổng giám mục kế vị hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khi ngài bước sang tuổi 80 vào đầu tháng 4 năm 2018. Phái đoàn cũng thảo luận về việc chọn giám mục mới cho hai giáo phận khác đang chống tòa là giáo phận Phan Thiết và giáo phận Thanh Hóa và đặc phái viên kế vị Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tròn 80 tuổi, do đó mất đi quyền bầu chọn giáo hoàng thông qua tham dự mật nghị hồng y. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vì lý do tuổi tác, đồng thời chọn giám mục giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành lễ kỷ niệm 27 năm tấn phong giám mục, đồng thời cũng là lễ chia tay Tổng giáo phận. Thời kỳ hưu dưỡng. Trong lễ chấm dứt sứ vụ tại Tổng giáo phận Hà Nội, hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho biết ngài sẽ hưu dưỡng theo 5 tiêu chuẩn: khổ chế, cầu nguyện, khiêm nhường, đọc sách và tham gia một chút vào việc phụng vụ.